Vào ngày 22 tháng 5 3 năm trước, các cầu thủ U20 Việt Nam bước ra thảm cỏ của sân vận động khu tổ hợp thể thao Cheonan, Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận ra quân trước đối thủ U20 New Zealand tại vòng bảng U20 World Cup năm 2017. Mặc dù các cầu thủ trẻ của chúng ta rời giải với chỉ một trận hòa, nhưng giải đấu năm đấy đánh dấu lần đầu tiên mà bóng đá Việt Nam góp mặt ở một sân chơi tầm cỡ quốc tế. 3 năm sau, những cầu thủ trẻ của đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn năm nào đã phải quên đi chiến tích năm xưa để tìm kiếm chỗ đứng ở các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Người thì đã thăng hoa và xuất ngoại, nhưng có người phải đi tìm kiếm cơ hội ở sân chơi hạng 2. Hãy cùng với Netsport điểm lại sự nghiệp của các cầu thủ U20 Việt Nam sau khi họ kết thúc giải đấu. Trong số 3 thủ môn tham dự U20 World Cup năm đấy, Tiến Dũng là người có sự nghiệp thi đấu thành công hơn. Trở về từ Hàn Quốc, thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo của Thanh Hóa lập tức được trao cơ hội ở đấu trường V-League. Năm 2018 đánh dấu một năm còn thành công hơn của Bùi Tiến Dũng. Chiến tích tại Thường Châu của U23 Việt Nam có đóng góp không nhỏ của thủ môn này, khi anh góp công lớn cho hai thắng lợi của đội bóng máu đỏ trên chấm luân lưu. Tiến Dũng tiếp tục là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của U23 Việt Nam tham dự ASEAN và anh được ra mắt đội tuyển quốc gia trong một trận giao hữu trước thềm Asian Cup. Đáng tiếc, Tiến Dũng không thể giữ vững được sự chắc chắn so với thời điểm 3 năm về trước. Sau một mùa giải không thành công ở Hà Nội và hàng loạt sai lầm ở các giải đấu quốc tế, thủ môn số 1 của U20 Việt Nam năm nào giờ đây đang phải tìm kiếm cơ hội ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm cứu vãn sự nghiệp ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Trở về sau giải đấu, Thanh Thịnh trở thành một cái tên ít nổi bật hơn so với các hậu vệ khác. Phải đến 2 năm sau, cái tên Đỗ Thanh Thịnh mới trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia khi anh được triệu tập tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2020 và SEA Games 30. Ở giải đấu tại Philippines, Thanh Thịnh cũng kịp để lại dấu ấn không nhỏ bằng pha kiến tạo cho Tiến Linh gỡ hòa trong trận đấu quyết định gặp U22 Thái Lan, mở ra con đường vào vòng knockout cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thanh Thịnh trở thành lựa chọn chính của đội khi Văn Hậu không thể tiếp tục theo đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, nhưng anh không tận dụng được cơ hội để thể hiện ở bản thân. Hiện, Thanh Thịnh đang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Sau giải đấu U20 World Cup, mặc dù thậm chí còn chưa có lần ra sân đầu tiên cho Quảng Nam, nhưng Tờ Sinh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong hai trận đấu kế tiếp ở vòng loại Asian Cup 2019. Anh cũng được điền vào danh sách đăng ký tham dự King's Cup tại Thái Lan, nhưng đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội được ra mắt đội tuyển. Ở cấp độ câu lạc bộ, Tấn Sinh trở thành lựa chọn đá chính ở Quảng Nam khi có 35 lần ra sân trong hai mùa giải kế tiếp. Anh cũng nằm trong đội hình của U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30 cũng như tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm nay. Tấn Tài là một trường hợp đặc biệt khi anh đá trọn vẹn 270 phút của giải đấu mặc dù đang thuộc biên chế của Bình Định thi đấu ở giải hạng nhì. Kết thúc mùa giải 2017, Tấn Tài chuyển đến khoác áo BKMX Bình Dương và trở thành lựa chọn đá chính ở vị trí hậu vệ phải của đội bóng đất thủ. Anh ra sân 46 lần cho đội chủ sân Gò Đậu và ghi được 3 bàn thắng. Hậu vệ 23 tuổi cũng đã được trao cơ hội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ở các vòng đấu loại World Cup và vòng chung kết Asian Cup 2019, nhưng vẫn chưa có trận ra mắt chính thức. Tấn Tài cũng nằm trong danh sách các cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Có thể nói cầu thủ trẻ nhất của lứa U20 năm đấy là một trong số các cầu thủ thành công nhất. Văn Hậu trở thành một chốt chặn đá chính đương nhiên cho cả câu lạc bộ Hà Nội cũng như cho các đội tuyển quốc gia. Hậu vệ quê Thái Bình cũng là cầu thủ duy nhất trong số những người tham dự giải đấu năm đấy có cơ hội ra nước ngoài thi đấu khi anh chuyển đến Heerenveen của giải Hà Lan. Anh cũng kịp có một lần ra sân ở Cúp Quốc gia Hà Lan và đang có cơ hội không nhỏ để ở lại châu Âu thêm một mùa giải. Cái tên Phan Thanh Hậu là cầu thủ trẻ được nhiều người chú ý nhất khi trước giải đấu, anh lọt vào danh sách 40 cầu thủ trẻ nổi bật. Nổi tiếng rất sớm và nhanh, nhưng sự nghiệp của Thanh Hậu lại nhanh chóng bị chững lại. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh không thể cạnh tranh được với các đàn anh ở Hoàng Anh Gia Lai và thường xuyên phải ngồi dự bị. Chấn thương và thân hình nhỏ con khiến anh không thể phát triển được như kỳ vọng. Và thậm chí anh chỉ có đúng 2 lần ra sân ở mùa giải 2019 vừa qua. Từng mang băng đội trưởng của U20 Việt Nam và từng được đánh giá là người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, nhưng Trọng Đại lại có sự nghiệp không đúng như kỳ vọng. Kể từ khi ông Park Hang-seo nhận đội, Trọng Đại bắt đầu mất dần vị thế vốn có. Tại Thường Châu năm 2018, Trọng Đại theo đội nhưng không được thi đấu một phút nào. Sau đó, anh vắng mặt ở các đợt tập trung kế tiếp trong 2 năm sau đấy.
Phải đến trước kỳ SEA Games 30, cái tên trọng đại mới được triệu tập vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho mùa giải. Nhưng anh cũng bị loại ở trước thềm giải đấu. Cái tên Tống Anh Tỷ có lẽ là ít nổi bật nhất so với các cầu thủ tham dự U20 World Cup năm đấy. Cũng dễ hiểu, khi phải đến mùa giải 2019, Tống Anh Tỷ mới bắt đầu được trọng dụng ở đội 1 của BKMX Bình Dương. Anh có 19 lần ra sân cho đội chủ sân Gò Đậu ở mùa giải vừa qua. Ngay từ giải đấu U19 châu Á tạo tiền đề cho tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup, cái tên Đức Trinh đã được kỳ vọng trở thành tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của PVF nhanh chóng chiếm được vị thế ở cả câu lạc bộ Đà Nẵng cũng như đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Đức Trinh đã có 54 lần ra sân cho đội bóng sông Hàn, ghi được 17 bàn thắng. Với việc đội Melo đã không còn nằm trong biên chế của đoàn quân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, Đức Trinh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để kéo đầu tàu hàng công của đội chủ sân Hòa Xuân. Với các cấp độ đội tuyển quốc gia, Đức Trinh cùng với Tiến Linh trở thành hai lựa chọn đá chính, lĩnh sướng hàng công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù vậy, dứt điểm lại là một kỹ năng mà Đức Trinh không quá sắc sảo. Đó là lý do mà dù đã được lên tuyển đến 3 năm, nhưng anh vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn vẫn chưa quên hình ảnh của một thanh bình sông sáo và chơi bóng không biết sợ trong kỳ U20 World Cup năm 2017. Anh cũng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2019. Ở cấp độ câu lạc bộ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác với Thanh Bình. Với một hàng công quá chất trội ở Hoàng Anh Gia Lai, cơ hội ra sân cho anh gần như là không có. Sau khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn ở Viettel, anh tiếp tục bị đẩy sang Bình Định thi đấu ở giải hạng nhất 2019. Đến mùa giải 2020, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ rút anh khỏi đội bóng đất võ và đưa anh sang Công an Nhân dân đang thi đấu ở giải hạng nhì. Cầu thủ chỉ cao 1m59 này được đá chính trong trận ra quân gặp U20 New Zealand. Tuy vậy, trở về sau giải đấu, cái tên Minh Dĩ chỉ thường trực nằm trong bản đăng ký với vai trò dự bị. Khi phía trước anh ở tuyến giữa câu lạc bộ Hà Nội là quá nhiều ngôi sao để anh có thể chen chân. Có thể nói trong 11 cầu thủ này, không phải ai cũng thành công như kỳ vọng. Điều đó nói lên sự đào thải khắc nghiệt của bóng đá. Khi thành công năm nào chưa chắc đã đem đến sự ổn định về lâu về dài. Trong số thứ hai, chúng ta sẽ điểm lại 10 cái tên còn lại của bản danh sách năm đó. Cũng giống như 11 người đầu tiên, có người đã trở thành một ngôi sao ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển, và có người đang phải làm lại ở các giải đấu cấp thấp hơn